cả nhà ơi, có ai ở nhà không? Hai chị em đang châu Âu nè cả nhà, đang Pháp nè cả nhà, đang nước Pháp nha cả nhà. Trời ơi, người ta mặc đồ couple đàng hoàng bộ, thấy không? Đó, đẹp không? Mấy vợ tôi có ghen không nè? Trời ơi, yêu thương quá trời. Alo, alo. Mấy bữa nay cả nhà mình biết cái vụ gì chấn động cả nhà. Có một cái chuyện chấn động kinh khủng khiếp luôn. Đó, để coi coi hôm nay có chấn động không nha. Đó, bây giờ là 1000 mấy nè, ok nè. Chứ em thấy là 2 ngày nay là coi như Facebook của em tự nhiên nó 9000. Mà ai cũng 9000 hết trơn á. Thậm chí con bèo, tài xế của em á. Rồi hả, tài xế nè, con bèo nè, trợ lý em nè. Rồi hả, cái gì bà tám bán bánh canh cũng 9000 rồi. 9000 luôn cả nhà. Trời chấn động quá, mấy bữa nay Facebook tôi bớt tương tác quá. Để bây giờ hai đứa em đang châu trời châu Âu. Tụi em đang ở châu Âu để tụi em coi coi là có bớt tương tác không. Ở cả nhà thấy hai đứa em mặc đồ cặp không? Trời rất là lạnh. Lạnh lẽo ấm áp. Ủa lạnh lẽo hả? Ủa nói gì vậy? Lạnh ấm á. Lạnh ở ngoài nhưng mà ấm ở trong. Đúng nè. Đúng rồi, nó chỉ có đẹp mới hiểu chứ tôi. Đó. Ok, hello mọi người nha. Ngày hôm nay thì nhân dịp chúng em đang ở châu Âu, chúng em thông báo một tin chấn động. Chấn động vô cùng chấn động, đó là nước hoa Laura Paris số 1 của Laura Sunshine đã hết hàng rồi. Bây giờ chỉ còn duy nhất một chai. Ủa mãi, một mùi. Còn một mùi duy nhất. Đây cả nhà, ủa cái nắp nó nằm đâu? Ủa alo. Ủa alo. Thật cái... luôn nè. Nè, còn có một mùi duy nhất là mùi số 1 thôi nha cả nhà. Và cái mùi số 1 này hiện bây giờ là em còn có một... còn có một tuần nữa là cũng cháy hàng luôn. Cho nên ai mà muốn mua nước hoa Laura Paris thì tranh thủ liền lập tức nha cả nhà nha. Chai nước hoa này là chai số 1 và nó là 100ml, sản xuất 100% ở Pháp. Và cả nhà mình ơi, trước khi mà mình nói về chai nước hoa này thì Kim Anh chia sẻ luôn cả nhà. Mình hãy ghi cú pháp liền giùm Kim Anh ha. Hôm nay Kim Anh sẽ tặng quà tưng bừng tơi bời qua lá cành. Đó. Chanh bành luôn. Tặng chanh bành chứ không phải là bánh chanh nha. Tặng chanh bành nha cả nhà. Đó, chai nước hoa này bây giờ hiện bây giờ là tất cả mùi nước hoa của bên Laura Paris gần như là cháy sạch sẽ, không còn một chai nào cả. Bây giờ hiện bây giờ bên công ty chỉ còn có một loại, đó là nước hoa số 1 thôi. Vì vậy cho nên ai muốn mua nước hoa thì hãy nhanh tay nha, tại vì khoảng một tuần nữa Kim Anh nói luôn là còn có một tuần nữa là sẽ không còn hàng nữa. Cho nên là cả nhà mình tranh thủ nha, tranh thủ nha. Nước hoa ở Pháp 100% sản xuất tại Pháp và 100ml, mùi rất là thơm, vô cùng quyến rũ, thơm rất là lâu ha, lưu hương cực 36 tiếng, lưu hương cực dai và lan tỏa cực mạnh luôn. Đó, cả nhà thấy quá trời đã luôn. Đặc biệt nha, tới 20 tháng 10 sắp tới rồi nè. Đây đó, xịn sò. Chính xác. Những chị em hoặc là những tặng cho người mẹ của mình đó. Đúng rồi, cả nhà mình nhớ ghi cú pháp giùm Kim Anh, lát nữa Kim Anh tặng quà nha. Hello, mở ba chào em, Phi Bảo. Cả nhà mình ghi cú pháp giùm Kim Anh là yêu Laura Sunshine. Nhớ nha, yêu Laura Sunshine hoặc yêu Laura Paris. Và số điện thoại của các bạn, một lát nữa Kim Anh sẽ ghi chữ tặng. Chữ tặng nằm trên đầu comment của người nào thì người đó nhận quà nha cả nhà nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chơi trò chơi hả? Ok, nào. Đang ở châu Âu. Đang ở châu Âu nha, châu Âu nha. Đây, 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 đi, đi qua đây. Đây, đi qua đây cho mọi người coi châu Âu chút xíu nè. Đó, trời châu Âu lạnh lạnh xe xe đó. Chúng em đang... đây, đó. Ở tại Laura Paris. Và đây một em sao ngước cái mặt qua cái coi. Lạnh quá mà lạnh quá trời. Trời ơi, em kéo nguyên gia đình em đi châu Âu luôn đó cả nhà. Đó, em đang châu Âu nè. Nói vậy thôi chứ ở đây một lát nữa Kim Anh sẽ bật mí là ở đâu mà đẹp như thế này nhá. Mai ơi, cảm ơn viên chị Mai ơi. Đây, đó, cả nhà thấy không? Đang nướng rất là super ngon luôn. Em sờ miếng nè. Đó, trời ơi mùi khói quá cho nên là phải sử dụng nước hoa Laura Paris thôi. Sát. Trời ơi. Cái liên ngang nè, quýt lộn cũng như bột được. Chế liên ghen là quýt lộn luôn hả? Là gì không biết mùi dầu thơm của nhỏ nào nha. Bà không, bà ngồi bên kia bà thấy rồi. Mùi dầu thơm nước hoa Laura Paris. Đang ở trời châu Âu và nướng rất là nhiều món nướng. Thật ra chia sẻ với cả nhà mình á, là Kim Anh nói giỡn thôi chứ hiện bây giờ Kim Anh và bé đẹp đang ở tại Đà Lạt và ở một cái trời villa châu Âu, rất Đà là Lạt. Đẹp. Một cái villa rất là đẹp, đó là villa Linh ha. Villa này ở địa chỉ là
53 mấy đó, của chị Kiều Linh đó cả nhà. Cả nhà mình biết diễn viên hài Kiều Linh đó, cả nhà mình có thể vào trang của chị Kiều Linh để coi cái địa chỉ của cái villa này. Rất là đẹp luôn và rất là chu đáo nha cả nhà. Trời ơi tuyệt vời luôn đó. Ok. Rồi, những ai mà muốn biết về cái địa chỉ của Linh Villa ở tại Đà Lạt ha, giá cả thì phải chăng luôn mà tuyệt vời ha, mà đang giảm giá 20% luôn, đã vô cùng luôn. Địa chỉ của chị Kiều Linh là 53 khu biệt thự Đồi An Sơn, phường 4 thành phố Đà Lạt. Trời, ai mà lên đây thì tuyệt vời, tại vì biết sao không, cái villa của chị rất đẹp. Ai có thể lên trên cái trang villa Linh Villa cũng có thể tìm được cái địa điểm tuyệt vời này, mà đặc biệt cho những gia đình nào mà họ đi gia đình đó ha, giống như tụi mình nè, kéo nhau nguyên gia đình đó. Trời, phòng ốc đẹp vô cùng, từng phòng là một thiết kế riêng biệt đó, và hơn nữa là chị rất là chu đáo nha cả nhà. Ok. Quá trời, tao tẻ ra cái cây ra coi. Cả nhà ơi, chuẩn bị cái cú pháp rồi tặng quà nha. Rồi, bây giờ Kim Anh tặng quà trước nha, để cho mình chúng ta sung một cái nha. Đó, hôm nay là ở trời châu Âu Đà Lạt, Linh Villa. Trời châu Âu, đất Đà Lạt. Trời châu Âu nhưng mà đất Đà Lạt nha cả nhà. Đó, thì bây giờ thì Kim Anh và bé đẹp tặng quà đầu tiên nha, món quà đầu tiên cho cả nhà mình. Cả nhà mình hãy ghi cú pháp liền, yêu Laura Sunshine hoặc Laura Paris cũng được, không sao. Và cả nhà mình ghi cú pháp đi, và số điện thoại của các bạn nữa nha. Trời ơi, sao tôi lọt như này rồi. Ok, rồi cả nhà ghi giùm Kim Anh cú pháp đi, Kim Anh sẽ tặng. Và đây, món quà đầu tiên của Kim Anh sẽ tặng, đó là bọt vệ sinh nước hoa phụ nữ. Tại sao Kim Anh dùng từ là bọt vệ sinh nước hoa phụ nữ? Bởi vì nó rất là phải nói là nó rất rất là tuyệt vời, bởi vì nó vừa thơm nè. Chắc phải để lên đây đi. Đang bị đây, tặng quà đầu tiên luôn, tặng quà đầu tiên cho cả nhà mình luôn. Giờ ghi cú pháp và số điện thoại của các bạn nhé. Thứ nhất là cái này là cái bọt vệ sinh nước hoa phụ nữ. Đây, bọt vệ sinh nước hoa phụ nữ được sản xuất tại Hàn Quốc, 100% Hàn Quốc. Và các chuyên gia hàng đầu Hàn Quốc họ đã bóc tách ra những cái thành phần xấu của cái nhụy hoa nghệ tây. Các bạn biết mà, khi mà được chiết xuất từ nhụy hoa nghệ tây thì nó vô cùng tuyệt vời, bởi vì nó là vàng đỏ của thế giới, thì chắc là cả nhà mình cũng đã biết rồi. Và cái nhụy hoa nó giúp kháng viêm nè, cũng như là nó giúp làm hồng nè, và làm che khít cái vùng tam giác vàng của chị em mình luôn. Và hơn nữa, cái điều quan trọng nhất đó là gì biết không, đó là nó cải thiện cái vùng tam giác vàng của chúng ta. Thứ nhất là nó kháng khuẩn ha, rồi nó cân bằng độ pH cho các chị em mình nè. Và cả nhà mình tập đi, tập làm quen với lại bọt vệ sinh đi, tại vì từ đó giờ thì các chị em mình thường hay sử dụng như là gel vệ sinh nè, hay là nước rửa vệ sinh, thì những cái nước rửa đôi khi nó không có sự cân bằng độ pH thì nó sẽ làm cho các chị em mình bị khô cái vùng tam giác vàng đó. Cho nên Kim Anh đã sử dụng cái bọt vệ sinh nước hoa phụ nữ này cũng đã khá là lâu rồi, cũng mấy năm nay rồi đúng không? Mấy năm nay mình từ ngày mà ra cái bọt vệ sinh phụ nữ này, Kim Anh xài hai loại. Một loại là gel được chiết xuất, gel vệ sinh phụ nữ được chiết xuất từ nghệ ha. Thì cả nhà mình biết rồi, nghệ thì nó vô cùng tuyệt vời. Đó, và nay thì có thêm cái loại bọt nữa, bọt dành cho những cái chị em nào ở nước ngoài á, hầu như họ rất là thích theo cái kiểu trendy á. Những cái chị em mà nhạy cảm xíu. Đúng rồi. Bọt rất là êm luôn. Đúng rồi. Khi mà cái vùng tam giác là nó hơi bị nhạy cảm thì các chị em mình nên sử dụng bọt. Và bây giờ Kim Anh sẽ tặng cái chai bọt này ha. Chai bọt này giá đúng của nó. Đâu? Đây. Ok. Cảm ơn Bi Trần nha. Rồi Bi Trần hãy comment vào đây giùm Kim Anh đi ạ. À, comment vào đây các nhà phân phối sẽ thấy ạ. Bây giờ thì Kim Anh đang tặng quà ha. Rồi, cái chai bọt vệ sinh nước hoa phụ nữ này của Kim Anh giá là 500k. Và bây giờ Kim Anh sẽ tặng chai bọt vệ sinh này cho những chị em nào may mắn ngày hôm nay ha. Rồi, bây giờ cú pháp của Kim Anh là yêu Laura Sunshine và số điện thoại của các bạn. Bây giờ các bạn hãy bọt vệ sinh nước. Vũ Lộc Hà ơi, em ghi sai cú pháp rồi. Cú pháp là yêu Laura Sunshine chứ không phải là yêu bọt vệ sinh phụ nữ. Dạ đúng rồi, yêu Laura Sunshine. Đó, Kim Anh có ghim nè, yêu Laura Sunshine và số điện thoại của các bạn. Và bây giờ Kim Anh sẽ ghi chữ tặng. Là chữ tặng nằm trên đầu comment của người nào thì người đó sẽ nhận quà, nhưng với điều kiện là các bạn phải like và share. Và bây giờ Kim Anh sẽ cho 3 giây. 3 giây hả? 3 giây nhanh quá. Giây nhanh quá. Rồi, cho 1 phút đó.
cho 1 phút để like và share. Nhớ là phải like và share nha. Tự nhiên cái băng ghi chữ tặng mà chữ tặng nằm trên đầu comment của các bạn mà các bạn không có nhận được, tự nhiên cái mình trúng quà mà mình lại không nhận được nước cái bọc vệ sinh nước hoa phụ nữ này thì phí lắm nha cả nhà. Ok, bây giờ trong thời gian cho cả nhà mình share và like ha, để Kim Anh bắt đầu ghi chữ tặng thì Kim Anh nói sơ về cái bọc vệ sinh nước hoa phụ nữ này. Bọc vệ sinh nước hoa phụ nữ này Kim Anh nói lại ha, giá của nó là 500k và nó được chiết xuất chính, thành phần chính của nó đó là nhụy hoa nghệ tây. Và cả nhà mình biết rồi, nhụy hoa nghệ tây thì nó là một vàng, dạng vàng đỏ của thế giới. Nó có thể kháng viêm, cân bằng độ pH, giúp cho cái vùng tam giác vàng của chúng ta nó vừa mịn màng vừa hồng ha. Trời ơi, tao nói nó hồng cánh sen chứ nó không có một búp bồ nữa nha. Dạ, sao nó cứ bị chết chói à nè. Rồi, và hơn nữa là khi mà nó có cái thành phần như là beta nè, carotenine nè, và các cái thành phần của nhụy hoa nó chuyển hóa thành vitamin A nè, và kích thích sản sinh collagen, elastin, cái vùng da nhạy cảm ở vùng tam giác vàng của chúng ta, và nó chăm sóc cái vùng em bé của chúng ta mịn hơn, và nó có, nó nhờ vào cái chất chống oxy hóa cực mạnh, nó giúp cho cái nhụy hoa nó giúp cho cái vùng tam giác vàng của chúng ta nó không có bị nhạy cảm. Và đặc biệt nha các chị em mình, cái lúc mà ở với chồng hay là bạn boyfriend của chúng ta thì nó sẽ không có bị khô. Cái điều đó mới là cái điều quan trọng nha. Nó dưỡng ẩm và nó cân bằng độ pH rất good. Vì vậy cho nên là các chị em mình giờ ai cũng lớn hết rồi, chỉ có mấy bé là còn nhỏ nhỏ, nhưng mà nhỏ nhỏ cũng nên sử dụng luôn để mà nó kháng viêm ha. Ví dụ như nó cải thiện như là huyết trắng nè, hay là ngứa nè. Nó giúp cho bảo vệ và kháng khuẩn, và nó cấp ẩm cần thiết cho cái vùng tam giác vàng của các chị em mình. Cho nên các chị em mình nên sử dụng nha. Đặc biệt hơn nữa là trong cái giai đoạn mà các chị em mình bị tới kinh nguyệt nè, rồi cũng như là trong cái giai đoạn mà phụ nữ có thai và sau khi sinh á, thì sử dụng cái bọt vệ sinh nước hoa phụ nữ hoặc là cái chai gel của bên Kim Anh cũng được. Cái chai gel turmeric này á, là nó là được chiết xuất từ từ nghệ và các thành phần dược liệu quý, và nó là một cái dạng gel. Thì bên hiện bây giờ Laura Sunshine của bên Kim Anh á, đang có hai loại vệ sinh nước hoa phụ nữ. Một loại là bọt vệ sinh nước hoa, nhưng mà một loại là nó treo chuyên về cái vùng tam giác vàng của mình. Thì hai loại cái nào nó cũng có một cái gọi là cái gì ta, gọi là cái chiến tích hả, hay là cái gì gọi là cái công năng đặc biệt. Ừ đúng rồi đó, nó có một cái gì đó rất là đặc biệt riêng. Vì vậy cho nên là hai loại nha, một cái là bọt và một cái là treo. Ok, bây giờ ghi chữ tặng nè. Trời, tặng cái cho nó nóng lên coi. Bèo ơi, ghi chữ tặng nào. Bây giờ Kim Anh sẽ ghi chữ tặng, và chữ tặng nằm trên đầu comment của ai mà người đó đã share và like rồi thì người đó sẽ nhận một chai bọt vệ sinh nước hoa phụ nữ của Kim Anh nhá. Ok. Trời ơi, khổ tâm ghê. Đem ngồi được không? Ginh cái đó qua đây mình chị. Ok, rồi bây giờ chữ tặng nằm trên đầu comment của bạn. Trời ơi Diệu Liên ơi, em mất Facebook của em bên Đài Loan rồi chị ơi. Diệu Liên ơi, tự nhiên đáng lý là em đẹp xuống đây nè. Đây, ok. Được không? Phải quá, đúng rồi. Khi mà Rồi, bây giờ chữ tặng nằm trên đầu comment của bạn. Trời ơi, khổ tâm ghê nơi vậy đó. Rồi. Khổ quá mà cháy hàng nước hoa, Bây giờ cháy hàng nước hoa, không còn hàng để bán luôn cả nhà ơi. Rồi, được rồi. Ok. Bây giờ cái chữ tặng, tìm chữ tặng nằm đâu rồi? Chữ tặng. Nữa rồi đó, nó cứ bị chết chó ha. Ok chưa cả nhà? Rồi, chữ tặng nằm trên đầu comment của ai vậy Bèo ơi? Dạ. Ai là người may mắn đầu tiên sẽ nhận được một chai nước bọt vệ sinh nước hoa phụ nữ của Nhật Kim Anh nha. Tuyệt vời. Này đừng có nghĩ là phụ nữ nha, phụ nam cũng xài được nha cả nhà. Nam nữ đều xài được nha.
Trời ơi, nam nữ của sao? Bạn Vân Phạm Phạm, nhưng mà em kiểm tra không thấy like share. Ô trời ơi, tiếc chưa, tiếc quá trời nha Vân Phạm Phạm. Phải trời để ơi. Chế độ công khai nha mọi người ơi. Đúng rồi, em phải để chế độ công khai Phạm Phạm ơi. Ok, yêu Laura Sunshine và số điện thoại của các bạn. Bây giờ ghi lại chữ tặng nè. Chữ rồi. Tặng nằm trên đầu comment của bạn Ngọc Lan Phương để rồi, kiểm tra nha. Ngọc Lan Phương, kiểm tra coi Ngọc Lan Phương đã like và share chưa. Rồi, ok. Tặng cho chị xài thử nha em. Chị ơi, chị ghi cú pháp đi chị. Chị ghi cú pháp đi, ở đây tất cả mọi người thấy gì chị ghi chữ tặng cho chị xài nha em. Thì chị ghi cú pháp đi chị. Em ghi chữ tặng cái tự nhiên nếu mà nó nằm trên đầu comment của chị là nó sẽ được. Chúc mừng nha, chị. Và phải like và share nha. Ngọc Lan Phương á. À vậy hả, chúc mừng chị Ngọc Lan Lan Phương nha. Số điện thoại có rồi phải không? Dạ có. Rồi, chúc mừng chị Ngọc Lan Phương đã nhận được một chai bọt vệ sinh nước hoa phụ nữ của em, được chiết xuất từ nhụy hoa nghệ Tây. À, rất là đắt đỏ của Hàn Quốc và của Iran và được sản xuất tại Hàn Quốc nha, chúc mừng chị. Yeah, rồi bây giờ những cơ hội tiếp theo của các chị em mình nào, nhanh tay lên nào, ghi cú pháp tiếp theo nào. Rồi, chúc mừng chị Lan Phương nha. Vậy thì công ty của Kim Anh sẽ có nhân viên Kim Anh sẽ liên hệ số điện thoại qua số điện thoại mà chị đã ghi trên này và sẽ gửi tặng chai bọc vệ sinh nước hoa phụ nữ này tới cho chị nha. Nhưng mà chắc là phí ship chị thanh toán dùm Kim Anh ha. Thanh cảm ơn chị rất nhiều. Rồi, bây giờ Kim Anh cũng chia sẻ một lần nữa nha. Nước hoa Laura Paris của Nhật Kim Anh hiện bây giờ đang cháy hết tất cả các mùi rồi. Không còn mùi khác nữa, không biết là ở các cửa hàng có còn hay không, mà hên xui các chị em mình cứ ra ngoài đó coi là còn hay không. Nhưng mà riêng về mùi số 1 thì bây giờ đang còn một số chai và chắc khoảng chừng một tuần nữa thôi. Kim Anh dự đoán là khoảng một tuần nữa, mà sau cái livestream này không biết có được tới một tuần không. Cho nên là khoảng một tuần nữa là không còn hàng nữa, cho nên là các chị em mình tranh thủ mua nha, chứ để uổng lắm. Rồi, Kim Anh báo giá, chai này đáng lý ra nó là 1.8 triệu, nhưng bây giờ nó chỉ còn có 1.2 triệu thôi. Tranh thủ nha cả nhà, 100ml sản xuất tại Pháp nha. Và đặc biệt hơn nữa là nước Pháp là một cái nước là đặc sản của nó là nước hoa cả nhà. Đặc sản của nước hoa. Và nhà máy mà sản xuất nước hoa Laura Paris có từ rất lâu đời, từ năm 1888. Và hiện bây giờ thì công ty Laura Sunshine đã đặt trụ sở ở tại Pháp. Và vì vậy cho nên cả nhà mình yên tâm, đây là nước hoa 100% ở Pháp nha cả nhà. Thì bây giờ Kim Anh chỉ còn có mùi số 1 thôi, cho nên tranh thủ giùm Kim Anh nha. Chứ để mất công nói là Kim Anh không thông báo trước. Ok, rồi bây giờ cả nhà mình hãy like và share nào. Rồi tiếp theo chai thứ hai, coi ai là người may mắn sẽ nhận được cái bọt vệ sinh nước hoa phụ nữ của Laura Sunshine. Bọt vệ sinh nước hoa phụ nữ nha cả nhà, nó rất là thơm. Và cái riêng về em bọt này á, em bọt vệ sinh nước hoa phụ nữ này á, thì nó giúp cho cái vùng nhạy cảm, những ai mà nhạy cảm á thì nó sử dụng bọt để nó không có kiểu mà nó không có ảnh hưởng gì quá. Còn những ai mà khỏe mạnh như bản thân Kim Anh, hai cái đều xài được hết trơn. Ví dụ như hôm nay xài này, mai xài kia, mỗi cái nó có một cái công dụng riêng của nó và mỗi cái nó gọi là chiến thần riêng vậy đó. Đúng không ạ? Đó, ví dụ như hai chị em tôi đúng không, mỗi người có cũng là phụ nữ nhưng mà nét đẹp khác nhau đó. Một cô gái là công chúa, một cô gái là super strong girl, đúng không đó. Cho nên là cả nhà mình biết không, hai em này cũng vậy, một cô rất là dịu dàng mảnh mai nhưng mà một cô rất là super strong đó, nó là như vậy đó cả nhà. Cho nên là cái vùng tam giác vàng của mình cũng nên chăm sóc nha. Ơi, có nhiều người nói trời ơi thôi kệ đi, em xài xà bông được, xà bông là xà bông. Đó, cái gì nó cũng phải có cái nguyên lý để mà sử dụng đúng không em? Cả nhà ơi, rất là cú pháp yêu Laura Sunshine cộng số điện thoại nha. Đúng rồi, like yêu. Xe ở chế độ công khai nè. Đúng giờ rồi. Bên này hỏi là sử dụng sản phẩm dưỡng da gì ở mùa lạnh. À, đúng rồi, rất hay. Hỏi rất hay câu này. Đây, bé đẹp cầm quà tặng. Ok, nếu như mình nói về sử dụng dưỡng da vào mùa lạnh thì Kim Anh sẽ có hai option cho các bạn. Hai option dành, thứ nhất Kim Anh sẽ nói về dành cho da khô. Ví dụ như các bạn nào mà da khô thì có thể sử dụng cái bộ kem ngựa, đó là bộ phục hồi và cấp ẩm cực tốt. Đây là bộ kem ngựa siêu cấp ẩm, siêu cấp ẩm. Đây bé đẹp, nói về bộ này cho chị nào. Đây, bộ đôi này là nàng này là từ cái ngày mà test hàng cho tới giờ đó là cổ là cái người trải nghiệm kinh khủng nhất. Cho nên cả nhà mình thấy được là da bé đẹp rất là đẹp. Những cái tình trạng như mà da mình khô á, chị em sẽ thấy là cái nếp nhăn của mình á, nó sâu, và nó nhăn. Chính xác. Da mình nó thiếu sức sống như lắm luôn, và nó bị sạm đi nữa. Nhưng cái bộ này cấp ẩm cực kỳ tốt luôn.
khi mà mình xài á thì nó sẽ cảm giác căng ngược rất là hiệu quả. Dạ. Mà nhìn thấy rõ nhất đó là sau một đêm các bạn sử dụng, ví dụ như Abu nè, sau đó thì các bạn sẽ sử dụng cái kem lơm. Tại sao phải có là hai sản phẩm như thế này? Bởi vì khi mà các bạn Abu á, nó là một cái dạng tinh chất đậm đặc. Và khi mà tinh chất đậm đặc á, nó sẽ rất là dễ bay hơi. Và khi như vậy thì các bạn biết không, để mà khóa ẩm lại á, thì các bạn sử dụng cái Abu xong ha, thì nó sẽ đưa tinh chất vào dưới da của các bạn. Và lúc đó thì Abu nó sẽ hoành hành bởi cái tác phát tác cái tác dụng của nó. Thì như vậy nếu như mà các bạn không sử dụng cái kem lên á, thì nó sẽ bay cái Abu đó đi. Và như vậy thì rất uổng phí cho cái Abu mình đã xài. Vì vậy cho nên cả nhà mình phải xài một cặp để nó có thể khóa ẩm bằng cái cream ha, cái cream hush oil này nó giúp khóa lại chất lại. Đúng rồi, chất có thẩm thấu từ từ lúc mình ngủ. Đúng rồi. Và các bạn sẽ thấy rõ ràng cái làn da của chúng ta ở mùa lạnh, đó là khi mà các bạn sử dụng ban đêm, sau đó sáng các bạn ngủ dậy, các bạn sẽ thấy được da của các bạn rất mịn, mịn như mông em bé vậy đó. Mình như da em bé luôn. Trời ơi, cực đã luôn cả nhà. Buổi sáng mà ngủ dậy ha, trời ơi, cái điều đầu tiên đó là cái mình rờ lên da của mình. Bởi vì cái mình cảm giác là trời ơi, sao nhớ làn da em tin quá. Cả nhà đặc biệt cứ khi mà mình những chị em mà hay đánh phấn hay make up á, mà da mà bị bong bị mốc á, đúng là rồi, xài cái bộ này đúng nó rồi, sẽ cấp ẩm. Khi mà da cấp ẩm đủ ẩm thì nó sẽ mịn màng bề mặt da hơn và nó không có bị tình trạng mốc da nữa. Và ngoài được chiết xuất từ một cái thành phần dầu ngựa hot oil là một cái thành phần vàng ra, thì nó còn có như rau má để kháng viêm nè, rồi mâm xôi đỏ nè, rau sam nè, rồi hoa kim ngân, rồi rất là nhiều loại niacinamide đó, nó là một trong những thành phần của vitamin B3 đó. Cho nên cả nhà mình á là cố gắng sử dụng bộ này, đây là một option ha. Và option thứ hai mà Kim Anh muốn chia sẻ đến các bạn đó là bộ cũng là được chiết xuất từ nhụy hoa nghệ tây, và nó cũng hai sản phẩm. Thứ nhất nó là serum và cream. Thì hai hộp này á nó cũng giống nhau nhưng mà nó khác nhau ở cái bông nha các bạn. À, phân biệt nè, serum thì nó có hai cái bông ở trên ở dưới nè, đẹp không, rất là đẹp, bộ màu tím mà năm nay cũng đang hot màu tím nha cả nhà. À, đây cả nhà, nếu như mà thêm một bộ nữa để mà dùng từ là cải thiện cái làn da mà nó bị khô cũng như là nó ở mùa lạnh á, giống như hồi nãy ai hỏi đó, thì các bạn mình nên sử dụng option 1 là của bé đẹp, của bé Trang Thảo Trang. Option 2 thì các bạn có thể sử dụng được cái serum và cái kem nhụy hoa nghệ tây. Thì như hồi nãy Kim Anh cũng nói về cái bảo vệ sinh nước hoa phụ nữ, thì nhụy hoa nghệ tây nó rất là thần dược, phải dùng từ là thần dược, và nó là vàng đỏ của thế giới. Cả nhà mình biết rồi, nó rất đắt đỏ. Cả nhà mình có thể lên Google để search để biết thêm chi tiết về cái vàng đỏ của thế giới, đó là nhụy hoa nghệ tây. Và ngoài ra ha, thì các chị em mình biết không, đẩy thì các chị em mình biết không, là cái nhụy hoa nghệ tây á, nó còn những cái công dụng khác như là nó giúp cải thiện cái làn da của chúng ta trắng hơn, cải thiện lão hóa nhanh hơn. Lão hóa tức là nó cải thiện lại cái lão hóa của các chị em mình, nó kiểm soát cái làn da và nó không cho mình, có nghĩa là thay vì mình không sử dụng thì nó sẽ lão hóa nhanh, nhưng mà bây giờ mình sử dụng thì nó sẽ kiểm soát lại, chậm lại. Và hơn nữa là nó tăng cường cái độ đàn hồi cho da, nó làm cho da mình căng mịn, và ngoài ra nó kết nối lại những cái sợi dây collagen của mình đã bị mất. Từ từ nó hình thành nuôi dưỡng cái làn da của chúng ta rất là good luôn. Và đây là bộ đôi cũng giống như cái kem ngựa vậy đó, thì các bạn phải sử dụng cái serum xuống trước ha. Serum của bên Kim Anh là nó một dạng serum đậm đặc như thế này nè các chị em mình nè, đó Kim Anh để nè mà nó không chảy nè, là nó rất là đậm đặc. Tại vì Kim Anh muốn là tất cả những dòng sản phẩm mà Kim Anh ra cho ra mắt và cho ra đời để mà đưa tới tay người tiêu dùng á, nó phải là những sản phẩm tuyệt vời nhất. Thì đây là một cái dạng serum đậm đặc và nó được chiết xuất thành phần chính của nó, thành phần chính, nguyên liệu chính của nó đó là nhụy hoa nghệ tây. Và các bạn biết rồi, người ta phải đi săn cái nhụy hoa nghệ tây, tìm nhụy hoa nghệ tây để uống vào trong cơ thể để nuôi dưỡng cũng như là. Cả nhà còn thấy em không cả nhà? Cả nhà ơi, em bị rớt mạng á cả nhà. Cả nhà còn thấy em không? Cả nhà ơi, em khổ quá mà. Nãy giờ đang nói ngon lành rớt mà. Rồi ok, Kim Anh nói tiếp ha. Cả nhà mình muốn biết thêm về sản phẩm của nhụy hoa nghệ tây thì cả nhà mình có thể lên Google để biết thêm về sản phẩm này ha. Thôi bây giờ tặng cái đi ha. Bây giờ tặng cái đi, nói tiếp nè. Hồi nãy mới vừa rớt mạng xong tức quá. Rồi mờ nhắm. Ok, rồi bây giờ giờ khỏe chưa, hết chưa?
Tú Phan ơi, Tú Phan hỏi về cái gì ạ? Về bộ đôi cái ngựa hay là bộ đôi nhụy hoa nghệ tây? Ok, bây giờ Kim Anh tặng cái đi nha. Cả nhà mình hãy like và share nào. Rồi, ghi chữ tặng nào. Cú pháp yêu Laura Sunshine cộng số điện thoại nha cả nhà. Đó, bây giờ trong thời gian chờ các bạn like và share ha, Kim Anh chia sẻ lại cái bộ đôi này ha. Serum đây, ngoài cái bộ kem ngựa ra thì cái bộ serum này nè, serum nhụy hoa nghệ tây, nó là thành phần chính của nó là nhụy hoa nghệ tây. Và cả nhà mình biết rồi, serum của bên Kim Anh nó rất là đậm đặc và nó giúp cải thiện cái làn da của chúng ta. Thứ nhất là cải thiện lão hóa nè, làm tăng sức đàn hồi cho cái làn da của mình nè, và nó mịn màng và trắng sáng hơn ha. Và bộ đôi này cả nhà mình cũng lưu ý là sử dụng kem xuống trước, rồi sử dụng serum xuống trước rồi khóa lại bằng kem. Cái này Kim Anh đã chia sẻ rất là nhiều lần rồi. Thì hai cái này là hai cái option. Hello chị Kiều Linh, em đang ở villa Linh Villa của chị nè, 53 đường khu biệt thự An Sơn, Hội An Sơn. Đó, trời ơi tuyệt vời quá chị ơi, trời ơi villa đẹp quá. Ok. Trời ơi, em lên đây rồi, em nói thiệt là ở rồi giống như mình đang ở một trời châu Âu vậy á chị Linh ơi. Đẹp quá trời, villa quá đẹp. Ai mà muốn mà sắp tới để mà đi du lịch là lên đây nha, đặt liền. Lên trên cái trang Facebook của cả nhà, trang Linh Villa hoặc là vô trong trang chị Kiều Linh chân ngắn á, chị Kiều Linh á, là các chị em mình sẽ thấy được cái trang Linh Villa. Ok, có loại nào xe khít lỗ chân lông không? Bộ này cũng xe khít lỗ chân lông nha bạn. Bộ nhụy hoa nghệ tây này nè. Nó gồm có serum nè, kem nha, serum và kem. Đó. Hello. Trời ơi, Linh Villa đang share cái livestream của mình luôn. Yeah, xuất sắc luôn. Cả nhà mình biết không, chị rất là chu đáo luôn, từng cái chai xà bông, từng cái khăn rất là tuyệt vời. Cả nhà mình lên nha, đẹp lắm. Đẹp vô cùng. Đó, bộ xe khít lỗ chân lông là bộ serum nè, bộ kem nè, cũng rất là tuyệt vời nha cả nhà nha. Ok, rồi ghi chữ tặng đi nè. Hồi nãy Kim Anh bị rớt mạng á cả nhà trời ơi, thơm. Nhớ like share chế độ công khai nha, nếu không là không được nhận quà, ổn lắm á. Còn thấy đẹp lắm, dạ cảm ơn chị Diệu Liên. Rồi ok, ghi chữ tặng nào. Mặc dù bị rớt mạng ít like nhưng mà em cũng vẫn like. Cho dù còn một người em cũng like. Tặng đường trên đầu comment của bạn. Rồi. À, bộ nghệ tây chị cầm bao nhiêu? À, bộ nhụy hoa nghệ tây này á là 50ml, một sản phẩm này 50ml, thì trên tay Kim Anh á một cái là serum là 950k. Còn cái kem là 850k. Bộ đôi này hiện bây giờ nó cải thiện lão hóa rất good và nó tăng cường và nó cải thiện collagen rất tốt luôn nha cả nhà. Nha, đây là bộ kem tuyệt vời và được tất cả các chuyên gia hàng đầu của Hàn Quốc, họ đã bóc tách đi những cái thành phần xấu của nhụy hoa nghệ tây rồi và giữ lại những cái tinh túy của nhụy hoa nghệ tây để nó giúp nên cải thiện nên cái làn da của chúng ta tốt hơn ha. Và ngoài cái nhụy hoa nghệ tây, dĩ nhiên nó còn những cái thành phần khác nữa để nó bổ trợ cho cái làn da của chúng ta. Và nếu như các bạn mà muốn mà cái làn da chúng ta đẹp hơn, tuyệt vời hơn thì nên sử dụng thêm như là bước làm sạch, như gồm có sữa rửa mặt nhụy hoa nghệ tây nè, rồi bọt vệ sinh nước hoa phụ nữ về nghệ tây luôn nè, rồi thậm chí là đây mặt nạ nhụy hoa nghệ tây, và còn nhiều nhụy hoa nghệ tây lắm như sữa tắm nữa, nhưng mà Kim Anh không mang đây ha. Đó, rất là tuyệt vời. Kim Anh báo giá luôn ha, như sữa rửa mặt nhụy hoa nghệ tây là giá là 550k. rồi mặt nạ gồm 5 miếng và một hộp như vậy 5 miếng là 300k nha cả nhà nha, rất là tuyệt vời nha cả nhà. Rồi ok, ghi chữ tặng nào. Chữ tặng nằm trên đầu của bạn Mai Trần ạ. Rồi Mai Trần, kiểm tra coi Mai Trần đã like và share chưa. Dạ rồi. Mai Trần ơi, vậy là Mai Trần đã rất là may mắn khi nhận được một bọt vệ sinh nước hoa phụ nữ của Laura Sunshine được sản xuất tại Hàn Quốc ha. Với các chuyên gia hàng đầu của Hàn Quốc, họ đã giúp cải thiện cho các cái vùng tam giác vàng của chúng ta đẹp hơn, thông thoáng hơn và nó cân bằng độ pH hơn. Vì vậy cho nên là bạn đã may mắn nhận được món quà này. Một chai như thế này á là nó tới 150ml. 50ml lận xài rất là lâu. Và giá của nó là 500k. Vì vậy cho nên là Kim Anh tặng cho bạn nha. Hôm nay bạn rất là may mắn, chúc mừng bạn và cảm ơn bạn đã like và share cho mình. Và cả nhà mình ơi, nếu ai muốn nhận quà nữa thì hãy like và share với chế độ công khai dùng Kim Anh nhé. Với cú pháp là yêu Laura Sunshine cộng số điện thoại của các bạn. Phải có số điện thoại của các bạn thì bên Kim Anh mới có thể liên lạc với các bạn để biết địa chỉ các bạn ở đâu để gửi quà nhé. Cảm ơn các bạn, và khi nhận quà nhớ
tự thanh toán phí ship dùm Kim Anh nhé. Cảm ơn các bạn. Rồi, vậy là người thứ hai đã nhận được quà của Laura Sunshine rồi. Và bây giờ thì cả nhà mình hãy like và share tiếp đi nào. Những người nào đã nhận quà rồi thì vẫn có thể like và share tiếp nha. Share vào trong các group dùm Kim Anh cũng càng tốt nha. Cảm ơn cả nhà mình. Ngoài ra thì bên Kim Anh á, như trời lạnh như hồi nãy bạn gì hỏi câu hỏi rất là tuyệt vời, và cái câu đó cũng rất là nhiều người muốn hỏi Kim Anh. Như trời lạnh thì chúng ta sử dụng cái gì trên gương mặt của chúng ta? Thì nãy Kim Anh và bé đẹp bé Trang đã nói về cái kem dưỡng da rồi đúng không? Thì nhưng mà các bạn biết không, ở trời lạnh á, mà các bạn quên đi cái da body của chúng ta thì thật sự đó là một cái thiếu sót vô cùng. Bởi vì cái da body của chúng ta cũng cần chăm sóc. Ngoài cái việc mà các bạn tắm đi, tắm là tẩy tế bào chết, thì các bạn sau khi mà tắm tẩy tế bào chết rồi, như bên Kim Anh có một cái chai sữa tắm tẩy tế bào chết nè, rất là tuyệt vời, thơm ha, mà mịn màng ha, và tẩy đi những cái tế bào chết ha, và nó giúp cải thiện lỗ chân lông nè, và những cái lỗ chân lông trên cái thậm chí là mụn lưng của chúng ta nó cũng sạch luôn, nó cũng giúp cải thiện rất là cao đó. Chai này của sữa tắm tẩy tế bào chết của bên Kim Anh giá là 550k nha cả nhà. Còn đây, sau khi mà tắm tẩy tế bào chết xong ha, cả nhà mình nhớ dùng Kim Anh là da của chúng ta trong cái thời gian mà tắm xong rồi, sạch sẽ rồi, nó thông thoáng rồi á, thì ra ngoài máy lạnh á, thì nó sẽ làm cho da của chúng ta bị khô lại. Và trong một đêm dài ha, đêm dài sau 8 tiếng mà chúng ta ngủ á, thì chúng ta sẽ không uống nước, và không uống nước và không bổ sung nước vào trong cơ thể của chúng ta, thì như vậy thì da chúng ta mất nước rất cao. Và các bạn biết không, nhiều khi á, các chị em mình cứ thử đi, ở trời lạnh xong đó thay sáng ngủ dậy đó, cái da mình nó cứ mốc lên đó, nó bị khô bởi vì nó bị mất nước. Vì vậy cho nên trước khi đi ngủ, tắm xong rồi trước khi đi ngủ, làm ơn sử dụng dùm Kim Anh cái kem body hot oil này nha. Cái kem body hot oil này nè, nó là chiết xuất từ cái oil của cái của ngựa. Vì vậy cho nên nó cải thiện và nó tiếp nhận, tức là nó tiếp nhận với cái dầu trên da người của chúng ta, nó chuyển biến thành một cái loại tinh chất vàng cho cơ thể của chúng ta. Và khi mà nó đã bôi lên trên cơ thể rồi, nó thẩm thấu rất nhanh và làm khô bề mặt, cũng như nó làm da của chúng ta mịn hơn ha, và dần dần sử dụng lâu dài nó sẽ trắng hơn theo năm tháng, và từ từ nó cải thiện cái làn da của chúng ta, phục hồi hơn, đàn hồi hơn, da của chúng ta sẽ mịn hơn. Đó là lý do tại sao mà các chị em mình thấy là ô Kim Anh á với lại bé đẹp nè đi quay suốt ngày, cứ đối diện với đèn nắng nóng, rồi thậm chí là phải đứng ngoài nắng để quay á cả nhà, rất là mệt. Và như vậy thì cái da của chúng ta nó cứ phải bị khô, rồi nhiều khi mình không uống nước nữa em. Mà mình sử dụng cái này để chi? Mình không bổ sung nước vào trong cơ thể thì mình bổ sung nước từ ngoài vào, thì nó dùng tinh chất để bổ sung vào trong da chúng ta. Da của chúng ta nó rất cần được cấp ẩm cả nhà. Đó, giống như một cái cây rất cần để được tưới nước. À, đó là lý do tại sao mà nhiều người nói ồ Kim Anh đi quay nhiều quá, đi làm nhiều quá, mà tại sao da của Kim Anh vẫn đẹp, vẫn trắng, vẫn sáng và vẫn mịn màng như vậy, và thậm chí là trẻ hơn nữa. Thì thật sự cái gì nó cũng có bí quyết hết, cái gì nó cũng phải có cái sự chịu khó và chăm sóc, đúng không ạ? Thì Kim Anh cũng vậy. Vì vậy cho nên chai kem body hot oil cam kết không bết không dít nha cả nhà, không bết không dít luôn, không rít, cam kết không bết không rít. Tại vì có nhiều chị á, kiểu mà có gia đình á, thì họ rất là sợ cái cảnh tối là mà coi kem mà bết bết á, đúng rồi, xong rồi nằm rồi cái chồng rờ lên cái nó bị dít rít rít khó chịu, không tự tin. Thì cái này cam kết luôn, cải thiện được cái vấn đề suy nghĩ của các bạn luôn. Là không bết và không rít, bôi lên sau cỡ chừng 1 phút thôi, 1 đến 2 phút thôi, là da của các chị em mình nó mượt luôn, nó mượt giống như mới tắm xong vậy đó, mà nó rất mịn chứ nó không bị bết và bị rít láng mượt nha cả nhà, cam kết nha, không Kim Anh đền gấp ngàn lần luôn. Ok, cam kết, nhưng với điều kiện nằm trong máy lạnh nha, chứ mấy đại ca mà nằm ở ngoài biển mà nắng nóng mà cái chị em mình kêu là không ấy thì là không được nha. Cho nên cái nào nó không phải đúng đó. Mà đặc biệt các chị em mình ở khu lạnh nữa, ở xứ lạnh như Đà Lạt nè, hoặc là Sapa nè, hoặc là bên nước ngoài, thì cái những cái thành phần của em hot oil body này á, nó sẽ giúp cho cái da của chúng ta nó còn mạnh hơn nữa, nó còn strong hơn nữa nha cả nhà nha. Ok rồi, cái body hot oil này giá của nó 850k nha cả nhà. Ok rồi, bây giờ tặng quà tiếp đi nào, tặng chanh bành mà nãy giờ nào, lái xe. Ok, hai chị em tôi xin luôn. Đây là nữ tướng của Kim Anh đó nha cả nhà, giỏi lắm đó.
có cô ấy Kim Anh mới đi đi đây đi đó được đó, đi ta bà thế giới mới đi đóng phim, đi hát được cho phục vụ cho bà con được đó. Hỏi tập 8 mình nào ra kìa. À tập 8 hả? Sắp. Tập 8 Kim Anh nghĩ rằng là chắc qua tuần là có rồi nha cả nhà. À, lúc trước da mặt mình xấu không dám nhìn luôn, giờ xài mỹ phẩm của Như Kim Anh mà da mình giờ như em bé luôn. Ô chị Diệu Liên, em cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị, hy vọng là chị sẽ cố gắng duy trì. Và thậm chí là bên Kim Anh cũng vậy á, những cái sản phẩm như về nám á, cải thiện cũng rất là tốt cho các chị em mình á. Cho nên là Kim Anh cũng cảm ơn những ai đã sử dụng những bộ nám của bên Kim Anh mà đã được cải thiện. Thì cố gắng duy trì dùng Kim Anh nhé. Và thêm nữa, Kim Anh muốn chia sẻ thêm về một cái dòng sản phẩm để có thể chăm sóc da của chúng ta vào mùa lạnh. Ví dụ như Saffron, đây là một cái dòng Superfood for your skin. Thì cái nó là một cái dạng thức ăn cho da. Nó là một hộp như vậy, nó là 5 miếng nha các chị em mình, 5 miếng và được chiết xuất từ nhụy hoa nghệ Tây luôn ha. Từ nhụy hoa nghệ Tây thì cả nhà mình biết rồi, nãy giờ cũng nói nhiều về nhụy hoa nghệ Tây rồi. Thì đây là một cái dòng mặt nạ, và hiện bây giờ mặt nạ bên Kim Anh chỉ mới có một dòng thôi. Đó là dòng được chiết xuất từ nhụy hoa nghệ Tây, bởi vì Kim Anh lấy cái mục đích của Kim Anh là nhụy hoa nghệ Tây nó là mục chính. Bởi vì nó, Kim Anh đọc rất là nhiều về cái thành phần của nó. Nó rất là tốt. Thậm chí mà thế giới người ta còn gọi nó là vàng đỏ của thế giới, là cả nhà mình biết là nó rất là đắt đỏ và nó rất là quý hiếm. À, mụn thì xài sản phẩm nào? Dạ Diệu Thảo ơi, xài kem mụn ạ. À. Dạ mụn thì mình xài mụn. Rồi, thì đây là cả nhà mình, sau những cái giây phút mà chúng ta xài kem, xài cream hay chúng ta dưỡng hoặc là chúng ta làm sạch, bước làm sạch á, thì chúng ta nên một tuần ha, thì mà chúng ta đắp 2 đến 3 lần ở cái mặt nạ này để nó cấp ẩm nè, làm trắng nè, làm mịn nè, và cải thiện cái tế bào collagen, nó đang kết lại những cái tế bào collagen đã mất của chúng ta. Và từ 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 nó cải thiện cái da chúng ta trắng lên. À, bên Kim Anh á là không có trắng nhanh trắng liền được đâu nha, nói thẳng luôn. À, cái gì cũng vậy, cái gì mà nó natural, cái gì nó tự nhiên thì nó phải để cho tự nhiên. À, trắng nó sẽ trắng, Kim Anh cam kết trắng, nhưng với điều kiện là các chị em mình phải kiên trì trắng và khỏe. Đúng rồi, trắng phải khỏe chứ, trắng mà giống như có nhiều người sử dụng kem mà có chất tẩy á cả nhà, nó sẽ trắng ngay. Ví dụ như là xài xong một cái là sáng ngày hôm sau là da trắng liền. Nhưng mà trắng liền như vậy nó sẽ đi kèm với là bào da nè. 3 ngày thôi là da mỏng. Đúng rồi, nó bào da mỏng đi nè, nổi mao mạch trên da của chúng ta nè. Từ từ, ví dụ như nhẹ thì là bị mất hết nước nè, mất nước da nè, rồi nó mất đi cái đàn hồi của collagen nè ha. Và ngoài ra thì nó lại còn, nếu mà nặng nữa thì nó sẽ làm cho da của chúng ta bị ung thư da luôn, rất là kinh khủng. Và nhất là corticoid. Sử dụng những cái dòng sản phẩm nào mà có corticoid là nó rất là khủng khiếp nha cả nhà nha. À, vì vậy cho nên cả nhà mình hết sức yên tâm, tại vì sản phẩm, phải những cái sản phẩm của Laura Sunshine gần như cũng đã ra đời được hơn 5 năm rồi. Và hơn 5 năm nay á, mà cả nhà mình biết rồi là Kim Anh cũng đã trải, khán giả, khách hàng của Kim Anh cũng đã trải nghiệm rất là nhiều. Và để duy trì đến bây giờ thì cả nhà mình biết được sản phẩm của Kim Anh khá là ok. Cho nên khách hàng họ mới đón nhận như vậy và yêu thương Kim Anh, ủng hộ cho Kim Anh như vậy. Vì vậy cho nên cả nhà mình yên tâm nha. Laura Sunshine đã được 5 năm rồi. Và hy vọng rằng mọi người cũng sẽ ủng hộ cho Kim Anh nhiều hơn nữa. Và đây là cái bộ chăm sóc da. Cả nhà mình có thể một tuần xài 3 miếng là được rồi. Còn ai có điều kiện nữa thì mỗi ngày xài một miếng. Như Kim Anh là lâu lâu, ví dụ như là Kim Anh cứ ngày xài một miếng. Nhiều khi Kim Anh mệt quá, đi quay về mệt quá thôi không đắp được. Có hôm mà lên xe hơi, đắp trên xe hơi rồi tới điểm quay luôn thì cái da mình rất là đẹp, nó rất là mịn và nó đủ nước á, nó đủ chất á. Cái da nó rất là căng và bóng, mịn màng lắm. Đi biển nè, đi nắng nè, yeah. Hoặc là trước khi make up nè. Yeah. Và da của các chị em mình mà bị break out á, mà bị khô á, nó bị làm cho bị bong chóc á, thì sử dụng một đêm thôi là cái da nó sẽ cấp ẩm liền lập tức. Thì đây là nhụy hoa nghệ Tây Max ha. Nó là một cái dạng mặt nạ thì giá của nó là 300k cho 5 miếng nha cả nhà nhớ. Đúng rồi, một miếng tới 25ml dung tích. Đây cả nhà mình coi nè, dung tích của nó cầm chị. Đây nè, cả nhà mình coi nè, dung tích của nó khá là nhiều, 25ml. Đó, cả nhà mình biết một hộp kem này á là nó là 50ml nha. Đó cả nhà mình thấy không? Một hộp kem như vậy là 50ml, nhưng mà dĩ nhiên cái gì nó cũng có cái giá của nó. Cái gì nó cũng có cái gì ta? Ờ đúng rồi, cái ưu điểm của nó, ưu và khuyết điểm của nó, công dụng của nó. Thì em này gọi là cấp tốc nha cả nhà, cấp tốc, nó chăm sóc da cấp tốc cho các chị em mình. À, và nó tới 50ml. Ok, 25ml tinh chất. Ok cả nhà. Rồi, bây giờ thì hồi nãy có một chị hỏi Kim Anh về kem mụn
Cây mụn, dạ đây chị Diệu Thảo ơi, cây mụn của bên Kim Anh. Đây là một cái dòng mới và một cái dòng treatment. Và cả nhà mình biết không, đây đây cả nhà mình nè, nó đang lắng nè. Thì Kim Anh chia sẻ luôn nha, em này á là nó là một cái dòng treatment. Và khi treatment như vậy á, thì cả nhà mình nhớ lưu ý giùm Kim Anh là không lắc, không lắc nó lên để sử dụng nha, để yên nguyên vậy. Thì cả nhà mình sẽ thấy được em có hai lớp. Thì Kim Anh gọi nó là vôi mụn. Đó, chỉ cần chấm lên thôi là sau 4 tiếng hay sau 4 giờ thì cả nhà mình biết không, là cái còi mụn của chúng ta nó khô lại luôn. Và qua ngày hôm sau á thì cái còi mụn á đó, nếu mà là mụn ẩn thì nó sẽ trồi lên. Còn nếu mà là mụn bọc á thì nó sẽ khô đi. Tại vì nó có cái chất kháng viêm nè, và nó có cái chất kháng viêm rất là cao để nó có thể phải nói là hủy gì cả tiêu gì. Nó giúp cho cải thiện cái phần mà mụn của chúng ta nó teo cái còi đi và từ từ nó mất đi ha. Đây là một cái dòng treatment, nó dòng doctor luôn á cả nhà. Đây là dòng mới của bên Kim Anh nha. Giá của nó là 590 nha cả nhà. 590. Đó, và nhớ lưu ý dùng Kim Anh là không lắc lên mà để y nguyên vậy nè. Lấy lên xài. Tại vì cả nhà mình biết không, nó có cái lưu huỳnh á. Nó giúp cho làm cải thiện cái vùng mụn rất là good luôn nha. 590 nha cả nhà. Còn các chị em mình, những ai muốn mua hoặc muốn trải nghiệm sản phẩm thì có thể ra trực tiếp các cửa hàng để mua hàng. Hoặc là các chị em mình cũng có thể ra cửa hàng để vừa soi da miễn phí nè, vừa được trải nghiệm sản phẩm miễn phí nè, mà lại được biết được hàng nó như thế nào để các chị em mình có thể lựa chọn mua hay không mua. Mua thì Kim Anh cảm ơn, còn không mua cũng không sao hết trơn, mình cứ trải nghiệm nha cả nhà nha. Rồi bây giờ Kim Anh tặng thêm một chai nữa nào. Rồi ghi chữ tặng giùm chị nào. Bỏ ra luôn đi em, bỏ ra luôn đi. Ok, có đèn hay không có đèn, chị em tôi cũng vẫn sáng long lanh. Ok, cảm ơn cả nhà. Bây giờ Kim Anh tặng nha cả nhà mình. Hãy ghi liền cú pháp giùm Kim Anh nè, yêu Laura Sunshine và số điện thoại của các bạn nào. Nhớ like share chế độ công khai nha cả nhà ơi. Yeah. Đó, trời lạnh quá trời nè. Mà da của chị em rất là bóng nè, thấy không? Thấy không? Da của bé đẹp bóng mà căng nè, không? Cái độ đàn hồi nè cả nhà, thấy không? Thấy không? Ở nó chăm sóc dễ sợ lắm, tay hàng nhà trong được mà xài dễ sợ lắm. Hai chị em xài ghê lắm. À, rồi mascara, rồi rất là nhiều món nha cả nhà. Laura Sunshine là đầy ắp món luôn. Rồi chữ tặng nằm trên đầu comment của em ơi. Dạ, gạo tắm hả? Gạo tắm chưa share. Gạo tắm ơi, trời tuyết kia chưa. Rồi gạo tắm là được tặng nè, nhưng mà gạo tắm là chưa like và share. Khi mà nó nói rồi, thấy khi mà live stream thì cứ like và share đi, biết đâu được hơn xui không. Rồi rất tiếc, tiếc quá. Rồi món quà này phải nhường lại cho người khác rồi. Rồi ghi chữ tặng nào. Chữ tặng nằm trên đầu comment của bạn Thanh Thảo. Thanh Thảo, kiểm tra coi Thanh Thảo đang like và share chưa. Dạ bạn đã share rồi. Rồi chúc mừng Thanh Thảo nha. Thanh Thảo đã nhận được một chai bọt vệ sinh nước hoa phụ nữ của Laura Sunshine, được sản xuất tại Hàn Quốc. Và giá của chai này là 500k và được chiết xuất từ nhụy hoa nghệ Tây nha. Cái này nam xài cũng được mà nữ xài cũng được. Nói chung là bé bắt đầu từ 16 tuổi trở lên là đã có thể xài được rồi. Nói chung là những chị em nào mà trong thời gian kinh nguyệt nè, hoặc là trong thời gian sanh bé nè, hoặc trong thời gian thai kỳ á, thì xài rất là tốt, bảo vệ cái vùng tam giác của chúng ta để nó không bị nhiễm khuẩn, không bị ngứa nè, cải thiện huyết trắng nè, hay là cải thiện cái vùng tam giác của chúng ta được bảo vệ tốt hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và đây là món quà Kim Anh tặng cho bạn rồi. Và cảm ơn những khán giả và khách hàng đã luôn luôn yêu thương nhờ Kim Anh, ủng hộ cho nhờ Kim Anh trong suốt thời gian qua nhé. Cảm ơn và hai chị em Kim Anh, bye bye.